đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 thì nói tới đây đó thường muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ về web 3.0 tại vì đây là một cái tài liệu mà tranh cãi liên tục ở trên Twitter và một trong những người nổi tiếng mà các bạn cũng đã biết là dẫn đầu của sự chỉ trích liên quan tới web 3.0 đó không ai khác hơn đó chính là Jack Dorsey của Twitter thì uh, gần đây đó thuần đã chia sẻ với các bạn uh, là Jack Dorsey đã rời khỏi Twitter rồi uh, nhưng mà sau khi rời khỏi Twitter đó thì ông ta vẫn là CEO của công ty Square và vẫn tiếp tục phát triển mạng lưới của BTC và Jack Dorsey đó người ta nói rời khỏi Twitter để mà dành thêm thời gian uh, ở trên Twitter để mà tranh cãi với mọi người chúng ta cũng đã biết là gần đây đã uh, là Jack Dorsey cũng đã có một sự tranh cãi liên quan tới Bitcoin có phải là tiền tệ tốt hay là không và thường cũng đã chia sẻ một cái bài gần đây ra một cái video liên quan tới suy nghĩ cá nhân của thuận về bitcoin có phải là một cái loại tiền tệ tốt hay không nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng nên dành thời gian để mà tìm cái video đó cái đây khoảng chừng là hai ba ngày thuận có đăng ở trên cái channel này nhưng mà nói tới chat đô đó thì trước hết á, thuận cần phải trở lại để mà chia sẻ với các bạn đó là web 3.0 là gì Thực ra chúng ta bây giờ nghe nói cái từ Web 3.0, Web 3.0 đó nghe nói tới rất là nhiều nhưng mà trên căn bản đó không có một cái định nghĩa chính thức về Web 3.0 là gì. Các bạn thấy được đó là cũng giống như là rất nhiều những cái khái niệm chúng ta đã từng nói tới, giống như là khái niệm liên quan tới là đầu tư và đầu cơ thì các bạn thấy được là mỗi một trang web, mỗi một nơi đều có một cái định nghĩa nó khác nhau. Tuy là tương tự như nhau nhưng mà nó cũng có nhiều cái khác, khác nhau giống như là mọi người sẽ có một cái suy nghĩ riêng về đầu tư là gì, đầu cơ là gì, cũng như là trước đây chúng ta nghe nói tới đó là blockchain 1.0, 2.0, 3.0 thực ra không có một nơi nào là định nghĩa chính thức là blockchain 1.0, 2.0, 3.0 là gì hết Chỉ là mỗi nơi nó sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau về mỗi cái phần này là gì Sẽ có phần tương tự nhưng mà cũng có phần khác biệt Thì bây giờ cũng như vậy các bạn thấy là chúng ta nghe nói tới web 3.0 Web 3.0 nhưng mà các bạn thấy là mỗi nơi sẽ có một cái sự hiểu biết khác nhau Và cái suy nghĩ của họ khác nhau Không có đúng, không có sai Thường chỉ chia sẻ với các bạn là không có một cái định nghĩa chính thức Web 3.0 là gì nhưng mà hiểu một cách đơn giản nhất đó khi mà chúng ta nói tới web 3.0 thì các bạn có thể hiểu đơn giản là web Uh, 1.0 đó là cái sự khởi đầu của Internet Thì nhiều người cho đó, đó chính là bắt đầu là từ khoảng chừng năm 1995 cho đến khoảng chừng là năm 2004 có nghĩa là khoảng chừng là 9 năm đó đó là web 1.0 Thì hiểu đơn giản hơn đó là các bạn sẽ thấy những trang web tương tự như là các bạn thấy là Yahoo trước đây Đây là những trang web mà các bạn uh, lên trên đây để mà chủ yếu là bấm vào những cái hyperlink Các bạn có thể đọc tài liệu Đơn giản là các bạn không có tương tác được Các bạn chỉ lên đây đó chủ yếu là để xem tài liệu mà thôi những trang này nó cũng không có từ thay đổi, nó cũng không có biết là các bạn chuyên nhập từ đâu hay là các bạn lên đây có những sở thích gì, chỉ đơn giản là một nơi mà lưu trữ dữ liệu các bạn lên đây các bạn bấm và xem mà thôi và các bạn bắt đầu là từ năm 95 trở lên thì từ từ có những cái sự cải tiến từ từ với như các bạn có thể là xem hình ảnh, xem những cái video ngắn và thậm chí bắt đầu là có thể chat trên những cái online chat room trước đây như là Yahoo chat room mà rất là nổi tiếng trước đây nhưng mà trên căn bản đó các bạn lên đó các bạn chỉ là giống như là thu thập tài liệu mà thôi nhưng mà sau đó đó bắt đầu là từ năm 2005 trở lên cho đến khoảng chừng thời điểm bây giờ đó là chúng ta bước qua phiên bản mới có thể hiểu là web 2.0 thì web 2.0 này đó là chúng ta liên tưởng tới giống như là Facebook giống như là Google giống như là Uber giống như là Netflix gì đó thì web 1.0 là nơi mà các bạn chỉ đơn giản lên đó để mà truy cập dữ liệu mà thôi, đọc tài liệu, đọc tin tức. À, các bạn không thể tương tác được thì web 2.0 cho các bạn tương tác với lại trang web các bạn, có thể nghĩ đến là những mạng xã hội các bạn có thể được cung cấp tài liệu cho mạng xã hội đó và giống như là các bạn thấy được là mạng xã hội như là Facebook hay là Twitter thì có thể là chia sẻ những cái bài viết, những cái bài post mà họ nghĩ là các bạn thích dựa theo những tài liệu các bạn cung cấp cho họ giống như là cùng một trang web hai người đăng nhập vào trong web đó nhưng mà lại thấy tài liệu khác nhau giống như là các bạn đăng nhập lên facebook các bạn thường đăng nhập trên facebook của thuận nhưng mà cả hai người đó đều sẽ nhìn thấy cái news feed đó khác nhau thì đây là web 2.0 các bạn cũng có thể nghĩ đơn giản là họ là một trang web mà các bạn có thể tương tác được các bạn có thể cung cấp tài liệu dữ liệu và trang web nó sẽ thay đổi dựa theo cái dữ liệu các bạn cung cấp cho cái trang web đó các bạn có thể tương tác được Nhưng mà cái vấn đề của web 2.0 Nhiều người đã nhận ra được là các bạn Trở thành một sản phẩm của web 2.0 Có nghĩa là Facebook nổi tiếng Google nổi tiếng Tại vì những tài liệu các bạn đưa cho họ Và dẫn đến những cái giống như là Các bạn không thể tự chủ được cái tài liệu đó à, Các bạn không thể là tự xóa được Các bạn thấy được là à, Chúng ta cũng có những cái sự đáng tiếc như là Cái uh, những tài liệu tư ẩn nó bị uh, tung ra khắp nơi ở trên những mạng xã hội các bạn không quản lý được tài liệu của các bạn thì bây giờ để chúng ta chuyển qua web 3.0 thì nhiều người nói đó đây là cái bước kế tiếp của cái hành trình của những trang web là chúng ta không chỉ có thể tương tác mà chúng ta có thể là cung cấp tài liệu mà các bạn có thể là sở hữu tài liệu của các bạn. Và nếu chúng ta trong hình crypto này thì hiểu đơn giản là các bạn có thể thông qua những giao thức, các bạn có thể là dùng cái ví MetaMask sau này để mà ký một cái gì đó trên mạng xã hội để xác nhận hay là các bạn có thể là cung cấp dữ liệu ở trên blockchain mà dữ liệu đó là dữ liệu của các bạn, các bạn có thể là hoàn toàn sở hữu. Các bạn có những cái NFT vân vân tất cả đó là web 3.0. Chúng ta bước qua là một cái web phi tập trung mà người dùng nó tương tác và sở hữu cái tài liệu của họ, hiểu đơn giản là như vậy. Thì các bạn thấy được là chúng ta nói tới những cái nền tảng mà nhiều người cho là web 3.0 như là Solana, chúng ta cũng nói tới Metaverse NFT, đây là những cái khái niệm của web 3.0, nó không có phải là một định nghĩa chung mà web 3.0 nó là cái sự kết hợp của nhiều cái khái niệm khác nhau. Thì điều mà chúng ta thấy gần đây đó là web 3.0 là một trong những cái từ khóa mà được rất nhiều người nói đến giống như điểm nào đã từng nghe nói tới NFT trước đây hay là DeFi trước đây rồi trước nữa là ICO thì chúng ta nên hiểu đó là Web 3.0 không phải là một cái khái niệm gì mới hết, tên chúng ta đã nghe nói tới khái niệm này từ những ngày đầu tiên khi mà chúng ta có crypto rồi, các bạn cũng nên nhớ đi năm 2000 à, 17 đó thì các bạn thấy được là có bao nhiêu những cái dự án mà họ ICO bán token lần đầu tiên thì những dự án đó đó đều có chung các bạn thấy được là một cái suy nghĩ đó chúng là sẽ có một cái giống như là YouTube phi tập trung hay là Facebook phi tập trung hay là Uber phi tập trung các bạn thấy được là đó là một cái mà chúng ta nghe riết chán luôn của năm 2017 và nhiều dự án đã coi như là hoàn toàn biến mất năm 2018 khi mà mùa đông crypto đã đến cho nên đây không phải là một cái niệm mới Chỉ là bây giờ đó mọi người bắt đầu là dùng cái từ web 3 Để mà nói về cái khái niệm là chúng ta sẽ có những cái nền tảng mà chúng ta đang sử dụng hiện bây giờ như là những mạng xã hội nhưng mà nó sẽ phi tập trung và người dùng sẽ sở hữu cái uh, tài liệu của họ đó là 3.0 thì điều này đã dẫn đến một số những sự tranh cãi và dẫn đầu đó một trong những người nổi tiếng đó chính là Jack Dorsey CEO cũ của công ty Twitter thì đây là một người mà rất là lớn tiếng để mà chỉ trích web 3.0 nói nó đây là giống như là một cái gì đó mà người ta nói không đúng sự thật và thực ra mà nói chúng ta nói tới Jack Dorsey tại vì ông Chúng người nổi tiếng nhất nhưng mà thật ra ở trên uh, Twitter đó và trên mạng có rất nhiều người giống như là uh, Ryan Watkins cũng đã chia sẻ đó là nếu như mà chúng ta nói là Web 3.0 thì mà chúng ta nói thì những cái nền tảng đó trên màn hình các bạn có giống như là Ethereum, Binance, Polkadot, Cardano, Solana thì chúng ta được là những cái nền tảng này đó, cái cách mà họ phân bổ token là như thế nào, có thật sự là phi tập trung, có thật sự là người tiêu dùng đó là có một cái phần của cái mạng lưới mới này hay là không giống như là bây giờ đó người tiêu dùng của Facebook đó là không có quyền làm gì trên Facebook hết đó họ chỉ là người tiêu dùng mà thôi họ chỉ là người cung cấp dữ liệu và truy cập mà thôi chứ còn tất cả những cái tài liệu tất cả những cái quyết định đều là của Facebook hết thì nếu như nói web 3.0 đó là một cái gì đó phi tập trung cho những gì chúng ta đang sử dụng hiện tại thì có thật sự là gì hay là không thì Jack Dorsey nói là không phải đâu tại vì các bạn hiểu được là bạn không phải là chủ sở hữu của web 3.0 mà người mà chủ sở hữu của web 3.0 đó chính là những cái quỹ đầu tư mạo hiểm những cái quỹ VC họ là những người mà đầu tư rất nhiều vào trong những giao thức này rồi sau đó họ bán cho các bạn một cái tư tưởng là web 3.0 cho nên cuối cùng thì các bạn chỉ đi từ một nơi này qua một nơi khác mà thôi bây giờ các bạn thấy là dữ liệu các bạn tất cả những gì À, điều à, bị quản lý bởi những công ty như là Google hay là Facebook thì sau này với 3.0 thì cũng là thay đổi Google, Facebook với lại những cái quỹ VC mà thôi thì cái mà à, Jack Dorsey nói đó có đúng như vậy hay là không thì tôi nghĩ là cũng chỉ đúng một phần mà thôi tại vì các bạn thấy là nếu như mà nói là chúng ta không nên à, quan tâm tới Web 3.0, không nên quan tâm đến những nền tảng như là Solana vân vân. À, tại vì đó VC là một trong những đơn vị mà giống như là họ quản lý nhiều những cái token này thì cũng không đúng lắm cũng giống như, như chúng ta nói tới là chúng ta không nên đụng tới Bitcoin tại vì bây giờ đó những ngân hàng những thứ chủ đầu tư những công ty họ lưu trữ rất là nhiều Bitcoin thì đó cũng không có đúng đâu cho nên các bạn thấy được là chỉ đúng một phần mà thôi. Khi mà chúng chúng ta nhìn vào cái sự phân bổ của những token đi. Đây là cái thống kê đến từ Mazari. À, IO thì Mazari đó đã chia sẻ tổng cộng các bạn thấy trên màn hình đó, là có 15 nền tảng khác nhau. Chúng ta có Near, có Solana, có Tezos, có Cosmo, có Ethereum, BNB. Thì cái mà mà Mazari muốn chỉ ra đó là chúng ta nhìn vào cái phần mà màu hồng đi. Màu hồng này nghĩa là Insider đó. Insiders là những người như là cái đội phát triển, cái công ty đứng sau lưng và những cái quỹ VC những người đầu tư bảo hiểm đó ở uh, Silicon Valley như là Andreessen Hollywood thì chúng ta thấy được đó là những dự án này có rất nhiều những dự án như là Solana 48% mới đầu của token là thuộc về insiders uh, Avalanche 42% uh, các bạn thấy được là Internet Computer 39% Near 38% Flow 58% uh, các bạn thấy được có những dự án thì ít hơn giống như là Polkadot thì uh,

cái mà chỉ trích ở đây đó chính là các bạn đã thấy được là cái sự quản lý token mới ban đầu đó những token này đã được pre mine đã được tạo ra nhưng mà insider những cái quỹ đầu tư mạo hiểm họ lưu trữ rất nhiều những token các bạn chỉ là được bán một cái giấc mơ mà nó thực sự là không có thật đó chính là điều chỉ trích bởi Jack Dorsey nhưng mà tôi nghĩ là chỉ chúng một phần đó mà thôi nhưng mà cái mà tôi nghĩ là tại sao ngoại trừ những người như là Jack Dorsey họ chống chọi lại à, cái khái niệm web 3.0 đó, ngoài trừ cái việc họ nói là tại vì rất nhiều những quỹ đầu tư à, là sở hữu token nên tôi nghĩ là một phần. Tại vì đó các bạn nên hiểu là những người như là Jack Dorsey đó là họ gây dựng cả cái sự nghiệp của họ ở trên web 2.0. Các bạn nghĩ đi, Twitter là gì? Chúng ta có nghĩ đi, Square là gì? Cho nên á, có thể là nhiều người nói là cái sự à, không có đúng ở đây, tại vì Jack Dorsey đang bảo vệ web 2.0. Tôi nghĩ là chúng ta nên hiểu đó là không chỉ riêng là Jack Dorsey mà rất là nhiều người bây giờ đã cũng có cái sự chống lại web 3.0 mà không phải là người nào cũng là những người như là chủ của những cái dự án mà web 3 0 bây giờ đâu. Tôi nghĩ là có rất nhiều người bình thường bây giờ cũng không thích web 3.0. Tại sao vậy? Thì tôi nghĩ đây là một cái văn hóa nó khác nhau, giống như là điều như các bạn hiểu rõ hơn. Khi mà chúng ta nói tới là tiền kỹ thuật số bắt đầu xuất hiện đó thì chúng ta nói tới Bitcoin đi. Thì nếu chúng ta nói tới đó là hiểu đơn giản là Bitcoin khôi là một trong những cái mà được gây dựng ra để mà làm gì thì có thể nhiều người nói là để chống lại giống như là ngân hàng trung ương lạm phát hay là để chống lại à, những ngân hàng những cái tài chính bây giờ để mở ra một con đường tài chính phi tập trung thì các bạn cứ nghĩ đi có nhiều người thích ngân hàng trung ương hay là thích những cái công ty tài chính lớn hay là có nhiều người thích những cái công ty mà họ đang sử dụng hiện bây giờ như là Twitter như là Facebook như là Netflix như là Google vân vân thì thường nghĩ cái sự khác nhau nó nằm ở đó tại vì các bạn nói tới web 3.0 thì web 3.0 nó theo định nghĩa là sẽ thay đổi cái cấu trúc hoạt động của những cái trang web hiện bây giờ và đương nhiên trong đó chúng ta có những trang web mà thường mới vừa nêu ra thì thường nghĩ là nếu như mà thường đón là các bạn hỏi nhiều người các bạn có thích Ngân hàng Trung Ương hay là không các bạn có thích những ngân hàng lớn hay không thì nghĩ là không mấy người nói là họ thích ngân hàng Trung Ương ngân hàng lớn đâu. Cho nên đó là lý do tại sao mà ít người bình thường nó chống lại cái câu chuyện đó của những cái đồng như là Bitcoin. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại nói tới đó là các bạn có thích Twitter, các bạn có thích Netflix, các bạn có thích Grab, các bạn có thích Uber hay không? Thì đương nhiên thì nghĩ là nhiều người sẽ rất là thích. À, cho nên nếu chúng ta nói là web 3.0 sẽ thay đổi cái kết cấu hoạt động của internet hiện bây giờ cho những cái trang web đó thì nghĩ là nó sẽ dẫn đến nhiều cái sự mâu thuẫn và đó cũng là một trong những cái điều mà đang xảy ra hiện bây giờ các bạn cũng đã thấy là cái sự à, yêu thích của người dân đó khi mà nói tới một công ty mà họ sử dụng từ trước tới bây giờ đó là cái điều đó mãnh liệt tới cỡ nào các bạn đã thấy gần đây những cái cổ phiếu như là emc hay là chúng ta nói cổ phiếu của GameStop đó, những công ty mà hầu như là gần như phá sản nhưng mà tại vì đó là họ muốn bảo vệ những công ty đó dẫn đến cái phong trào những cái uh, meme stock đó đã nổi lên các bạn thấy được là điều đó cũng đã là một điều chúng ta đã kiến kiến trong năm nay rồi cho nên á, cái mình thường muốn chia sẻ đây đó là khi mà nói tới web 3.0 đó thì chúng ta cần nên biết gì thường thì nghĩ là những cái điều này nó cũng là drama mà thôi giống như là chúng ta thấy đó là xã hội này liên tục thay đổi giống như chúng ta nhìn vào cái suy nghĩ đi hàng ngày đó thì chúng ta không thấy sự thay đổi nhưng mà nhìn lại quá khứ các bạn sẽ thấy là cái nhu cầu chúng ta đã thay đổi theo thời gian giống như là trước đây đó các bạn sử dụng điện thoại để làm gì như bạn nói là điện thoại đó chỉ cần là tiện lợi và có thể nghe điện thoại được khắp mọi nơi là coi như là tốt rồi đó là đỉnh của điện thoại di động rồi nhưng mà điều đó đã không ngừng ở đó các bạn thấy được là sau khi chúng ta có điện thoại di động thì chúng ta lại đòi hỏi thêm điện thoại di động là phải có tích hợp như là làm sao để mà chỉ đường rồi sau đó chúng ta từ từ chuyển qua điện thoại di động là cần phải nhắn tin được rồi điện thoại di động là cần phải cho các bạn xem những tài liệu căn bản thời tiết rồi từ từ chuyển qua các bạn cần phải xem được trang web vân vân và kế đó xem các dữ liệu thì từ từ đó cái nhu cầu đó đã chuyển qua và các bạn thấy đây điện thoại bây giờ các bạn cầm trên tay không chỉ đơn giản là một cái phương tiện gọi điện thoại nữa mà điện thoại bây giờ đó đã là một cái máy chi tính cầm tay mà nhiều người không thể sống thiếu được chúng ta chuyển lại và chúng ta nói tới là những cái đòi hỏi của nhiều người khi mà họ lái xe như thế nào thì mới đầu đó xe chỉ là một cái phương tiện di chuyển từ A tới B mà thôi chỉ cần là cái phương tiện di chuyển đó đó tốt bền vững là được rồi nhưng mà từ từ người ta nói là không chỉ đơn giản như vậy cái phương tiện di chuyển đó nhưng mà chúng ta cũng muốn có những cái tiện lợi à, và những cái giống như là sang cảnh một chút chúng ta cần phải có giống như là bên trong là ghế nó phải êm từ từ cái nhu cầu nó tăng lên và tăng lên từ từ các bạn rồi hỏi là không chỉ riêng như vậy mà chúng ta cần phải có cái xe nó phải biết là khi mình quẹo đó bên tay trái bên phải mình có người hay là không có những cái chế độ an toàn xe có phải tự ngừng được hay là không vân vân xe có tự lái tự từ từ các bạn thấy được là chúng ta lại có những cái nhu cầu thì internet cũng như vậy các bạn thấy được là mới đầu chúng ta chỉ có nhu cầu đơn giản mà thôi là các bạn vào truy cập tài liệu rồi đi ra nhưng mà bây giờ chúng ta lại muốn nó thông minh hơn các bạn muốn là các bạn lên trên facebook lên trên twitter thì những gì mà họ cho các bạn coi đó bạn không có muốn tốn thời gian để mà xem tất cả bạn chỉ muốn họ đưa cho các bạn những cái bài post mà họ nghĩ là các bạn thích xem các bạn thấy được là chúng ta càng ngày càng có cái sự thay đổi và bây giờ chúng ta lại bắt đầu bước qua một cái khái niềm mới nữa là bây giờ nhiều người muốn là sở hữu những cái tài liệu của mình ở trên internet, các bạn chơi game, các bạn bỏ thời gian ở chơi game, các bạn muốn sở hữu cái uh, hình ảnh game đó, các bạn muốn sở hữu cái NFT đó là của các bạn chứ không phải là các bạn uh, là phụ thuộc vào công ty thứ ba để mà quản lý cái đó. Thì từ từ cái sự thay đổi đó sẽ xảy ra và đang tiếp tục xảy ra. Các bạn có thể gọi nó là bất cứ cái gì web 3.0 hay là web 3.5, web 3.0 cũng không quan trọng đâu cái sự thay đổi nó vẫn đang xảy ra chỉ là web 3.0 là cái khái niệm hiện bây giờ chúng ta nói tới mà thôi cũng giống như là blockchain gì đó các bạn có nên nhớ là chúng ta nói tới là blockchain 1.0 2.0 3.0 bây giờ chúng ta hầu như cũng không nói tới nữa mà các bạn cũng nên biết là blockchain vẫn đang thay đổi từ 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 và từ từ là khiến cho chúng ta càng ngày đó lại càng thực sự sử dụng blockchain nhiều hơn Trước đây đấy, các bạn mua token như là Ethereum thì các bạn mua để chờ giá lên để bán mà thôi. Bây giờ thực sự các bạn lưu trữ Ethereum, các bạn lưu trữ Solana, các bạn lưu trữ đồng BNB thì không đơn giản là các bạn lưu trữ chờ giá lên đâu. Các bạn có thể sử dụng những token đó để mà tham gia vào yield farming, tham gia vào DeFi, tham gia vào mua bán NFT. Thực ra đã được sử dụng và càng ngày nhu cầu nó càng thay đổi. Thì đối với thần web 3.0 à, là một cái từ đại diện cho cái bước kế tiếp của Internet Nhưng mà điều này đó là một điều rất là quan trọng tại vì các bạn thấy được là một trong những cái vấn đề đó thường nghĩ là rất lớn cho năm 2022 đó chính là pháp lý đến từ Hoa Kỳ. Thì bây giờ đó Hoa Kỳ có cái suy nghĩ đó là những loại tiền kỹ thuật số như là Bitcoin đó và những cái loại tiền khác thì nó có sự cạnh tranh với lại đồng đô la cho nên có nhiều người sẽ nghĩ là chúng ta cần phải chấm dứt cái sự tăng trưởng này để mà bảo vệ đồng đô la của Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu chúng ta chuyển qua và bắt đầu là cái thông điệp là web 3.0 đó chính là cái bước kế tiếp của internet và đương nhiên cái bước kế tiếp này đó là có crypto trong đó tôi nghĩ cái câu chuyện nó sẽ khác hơn giống như là hoa kỳ có thể chống lại tiền tệ chống lại đồng đô la nhưng mà họ không có muốn chống lại cái tương lai kế tiếp của internet đâu cho nên web 3.0 cho dù các bạn nghĩ sao này nữa Tôi nghĩ đó đây là một cái câu chuyện rất là tốt có thể đó là khiến cho nhiều người mới quan tâm đến đi vào thị trường này hơn. Nó có một câu chuyện hoàn chỉnh hơn, không chỉ là crypto mua mua, mua bán bán, qua lại nữa mà. Web 3.0 là tương lai của Internet và đây cũng là câu chuyện mà chúng ta cần phải tiếp tục được thúc đẩy ở quốc hội của Hoa Kỳ. Đây là cái suy nghĩ cá nhân của Thuận. Thì các bạn có suy nghĩ như thế nào? Các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này. Và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance Thông Link của Thuận Capital Hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến những sàn như là sàn Fashion Moon XBT Hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit Và đặc biệt sang Moon XBT và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu truy miễn phí cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn Margin FX hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% phần cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông qua liên thuận Capital. Nhưng bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đều có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Và như bữa nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng landing lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đương nhiên tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn